Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức đoàn công tác đến kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Tại các cơ sở sản xuất nước uống, đóng chai và nước đá trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, đoàn đã kiểm tra việc chấp hành các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo đó, hầu hết các cơ sở đều thực hiện tốt các quy định của pháp luật về giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép kinh doanh các mặt hàng hiện có, các chứng từ khác liên quan. Bên cạnh đó, đoàn cũng nhắc nhở các cơ sở chú ý sắp xếp, giữ vệ sinh cơ sở, bổ sung hồ sơ tự công bố sản phẩm, tập huấn kiến thức cho nhân viên hồ sơ về nguồn gốc nguyên liệu. Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã tiến hành lấy mẫu nước uống đóng chai gửi các cơ quan chức năng để kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, đồng thời hướng dẫn tuyên truyền các cơ sở thực hành tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, hạn chế nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.